Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu súp đơn 50 của Covin, một cái thương hiệu hàng đầu của Mỹ. Thì cái mẫu này là LX1801, nằm trong cái series LX của Covin. Thì đợt trước mình đã có làm một cái video về mẫu LX1802 rồi, súp đôi 50. Thì cùng series thì cái mẫu này nó cũng có các cái tính năng tương tự như cái mẫu đó, nhưng mà đây là súp đơn. Nó có một cái bát 18 inch, công suất 500W đến 2000W, hàng sản xuất tại Mỹ, made in USA. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết cái mẫu loa này nhé. Ok, thì đây là LX1801, nó cùng series với cái mẫu súp đôi LX1802. Thì đây là một cái dòng loa được Covin thiết kế với một cái công nghệ tái tạo âm thanh đặc biệt. Nó sẽ giúp cho loa nó uy lực hơn, mạnh mẽ hơn, thì cái hiệu suất trình diễn nó cũng vượt trội hơn. Thì cũng tương tự như cái mẫu 1802 đó, thì thùng này là thùng gỗ phủ thảm, nó làm bằng gỗ cao cấp 18 ly của Mỹ, phủ một lớp thảm mịn. Nó có các cái góc loa bảo vệ bằng sắt, thì sẽ giúp cho chống chày xước, bảo vệ cái thùng loa, cũng như là nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ của sản phẩm nó cao hơn, nhìn cứng cáp chắc chắn hơn. Ok, thì phía trước này là mặt lưới bằng sắt sơn phủ bằng lớp công nghệ tản điện, thì sẽ giúp cho nó chống chày xước cũng như là chống thấm nước. Bên cạnh đó là nó sẽ giúp cho bảo vệ cái loa bên trong. Thì loa bass này là loa bass 18 inch, thì các bạn có thể nhìn xuyên qua cái mặt lưới này. Thì đây là bass 18 inch. Đây có một cái logo mới của Covin. Dưới này là hai lỗ thông hơi. Thì cái thùng này nó có kích thước là cao là 60, ngang là 50,5 và sâu là 58. Trọng lượng cái dòng này là cũng khá nhẹ. Mẫu này là có trọng lượng là 31 kg. Thì đây là một cái dòng được lo xích, được thiết kế khá là gọn nhẹ, do đó chúng ta có thể sử dụng để lắp đặt cố định, hoặc là chúng ta dùng di động, rất là ok. Dòng này rất là nhỏ gọn, 31 kg. Thì hai bên có hai cái tay cầm khá là lớn bằng sắt, sơn cũng sơn được sơn tĩnh điện, rất là chắc chắn, rất là cứng cáp, rất là thoải mái cho chúng ta cầm nắm, bưng bê di chuyển. Thì phía dưới này nó có các cái chụp su để cho chúng ta có thể để dưới đất hoặc là chồng các cái loa lên với nhau mà nó không có bị chày xước. Thì bên cạnh này nó cũng có bốn cái chân su như vậy, thì chúng ta muốn để ngang loa lại thì vẫn để được. Trên này có một cái lỗ, một cái chạm để cắm chân loa phi 35. Ok, thì phía sau đây là mặt sau của cái loa này. Thì cái mẫu này là mẫu loa bassy nên nó cũng chỉ có hai cái chạm để chúng ta đấu dây loa thôi. Nó đấu được cả rắc speed công và rắc 6 ly, hai chạm in out, một chạm để ngõ vào và một chạm để chúng ta cầu qua một cái loa khác. Thì trên này nó cũng ghi một số cái thông số chính của cái mẫu loa này, như là Covin LX1801 trợ kháng 8 ohm, công suất là 500W continue, 1000W vô RAM và 2000W là back maximum, made in USA. Thì ở giữa này nó có một cái chụp su, thì bên trong này nó có một cái công tắc. Đây là một cái crossover được Covin tích hợp vào trong này. Thì nếu chúng ta gạt cái công tắc này, nó sẽ là có một cái công tắc low bass. Rồi, dưới đây này là số series của sản phẩm, và đây là cái thông tin địa chỉ của nhà sản xuất San Diego, California. Ok, thì đó là cái thiết kế bên ngoài của cái mẫu loa này, cũng như là mức công suất
Thì cái loa này nó có giải tầng là từ 29Hz cho đến 265Hz. Một cái giải tầng rất thấp, bởi vậy nó cho cái tiếng bass khá là sâu. Thì nó có độ nhạy là 98 dB, mức áp lực âm thanh là 127 dB. Một cái mẫu loa súp nhỏ gọn và có các cái thông số khá là cao. Thì với cái mẫu loa súp này chúng ta có thể kết hợp với các cái loa full cùng series để cho một cái giải tầng hoàn hảo hơn. Ok, thì với một cái mẫu súp nhỏ gọn như thế này chúng ta có thể chơi cho sân khấu nè, sự kiện, nhà hàng, quán bar, nhà thờ, hoặc là chúng ta có thể dùng để hát karaoke cũng được. Rất là đẹp, một cái thiết kế rất là đẹp. Đây là hàng sản xuất tại Mỹ, Made in USA, nhập khẩu chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Một thương hiệu hàng đầu của Mỹ. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua cho các bạn về cái mẫu loa súp đơn 50 của Cavin LS1801. Thì các bạn có thể tham khảo chi tiết cái mẫu loa này tại cái đường link website bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký, ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.